Thông báo về việc cho phép các bến khách ngang sông được hoạt động để đưa rước công nhân trên địa bàn tỉnh Long An, thực hiện công điện số 2.134 trên CD. OBNG ngày 16 tháng 4 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thông báo cho phép các bến khách ngang sông, bến phà được hoạt động kể từ ngày 17 tháng 4 2020 đến khi có thông báo mới để đưa rước công nhân và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân như sau. 1. Bến Phà Tân Thanh Cần Duột, Bến Phà Chợ Kênh, Đông Thạnh, xã Long Hồ Đông, Bến Phà Bà Nhờ, Cần Đước, Châu Thành, Bến Phà Nhật Tảo, Long Cang, An Nhật Tân. Thời gian hoạt động sáng từ 5 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. 2. Bến Phà An Ninh Tây, Mỹ Quý Đông, Bến Phà An Ninh Tây, Mỹ Quý Đông, Bến Rạch Ba Dồn, Bến Phà An Ninh Tây, Mỹ Thành Bắc, Bến Nhà Hội, Nguyễn Đức Huệ, Thời gian hoạt động sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. 3. Các bến khách ngang sông khác trên địa bàn các huyện. Bến và Hồ Thị Năm, Bến Cây Gia, Bến và Ngô Ngọc Cẩn, Bến và Giàm Thủ trên địa bàn huyện Thủ Thừa, Bến và Nguyễn Trung Đối, Bến và Hồ Văn Dẻo, xã Thành Phước, Bến và Nguyễn Văn Dội, xã Thành Phước, Bến và Trần Hoàng An, xã Tân Đông, thuộc huyện Thành Quá. Bến Phà, Hòa Khánh Tây, Bình Quà Nam, Bình Quà Bắc, Bến Phà, Trà Cú, Bến Phà, Lộc Giang, Bến Ông Đào Văn Dầu, Bến Phà, Nguyễn Hòa Hiệp, thuộc địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Phà, Trà Cú Thượng, xã Bình Quà Bắc, Bến Phà, Cầu Ông Quyện, xã Bình Quà Nam và Bến Phà, Tân Cương, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Đức quỵ Bến Phà, Dĩnh Vũ, Trần Xuân, Bến Kênh 79, Dĩnh Lợi, Bến Phước Xuyên, Dĩnh Châu A, Bến Phước Xuyên, Dĩnh Châu B, Bến Kênh Trung ương, Dĩnh Thạnh, Bến Thạnh Hưng, Vĩnh Thạnh thuộc huyện Tân Hưng. Bến Phà, KT9 và Bến Phà, KT7, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Bến Phà, xã 7 thuộc địa bàn huyện Cần Đước Bến Phà Phước Vĩnh Đông ở hai điểm, Bến Phà Tân Kim, Long Hậu thuộc địa bàn huyện Cần Duộc. Bến Phà Bình Tịnh, xã Phú Ngãi Trị, thị trấn Tân Trụ và Bến Phà Kỳ Son, xã Bình Quế, Tân Trụ thuộc địa bàn huyện Tân Trụ, Châu Thành. Bến Phà Hồng Đức, Tân Lập, Bình Quà Trung và Bến Và Nguyễn Văn Bình, xã Bình Quà Trung, huyện Mộc Quá, Bến Và Lò Gạch, phường 1, Bắc Quà và Bến Và Bà Kén, thuộc thị xã Kiến Tường. Thời gian hoạt động tất cả các bến và trên sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Lưu ý khi hoạt động các phương tiện phải giảm 50% sức chở và không quá 20 người trên một chuyến. Hành khách phải mang khẩu trang khi qua phà, giữ khoảng cách tối thiểu giữa hai người là 2 mét, và chủ bến phân bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách rửa tay. Giao thanh tra giao thông vận tải chủ trì phối hợp công an các huyện tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các bến khách ngang sông không chấp hành nội dung về phòng chống dịch Covid-19. Sở giao thông vận tải tỉnh Long An thông báo đến quỹ ban nhân dân, giao phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng quản lý đô thị thị xã kiến tường và thành phố Tân An các bến khách ngang sông và các đơn vị có liên quan biết thực hiện.